Xin chào các bạn. Đây là chiếc bánh chưng truyền thống mà mình là một người con xa xứ vừa gói xong. Mình đã dùng lá chê và lá chuối để gói và mình dùng khuôn làm một cái hộp đựng cơm. Cách làm này rất là đơn giản, dễ làm, đặc biệt là tiết kiệm điện. Các bạn chỉ cần nấu 4 tiếng đồng hồ là có bánh ăn, không cần phải thức thâu đêm như cách gói truyền thống. Bánh ra cho sản phẩm dẻo, mềm, màu xanh rất là đẹp mắt. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cách làm này với tất cả các bạn. Mong rằng các bạn cho dù sống ở đâu cũng có thể gói được chiếc bánh chưng đơn giản dễ làm như thế này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Mình sẽ dùng một gói nếp nặng 1,9 kg và 4 gói đỗ xanh đã bóc vỏ nặng 800 g. Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch, vo sạch và để cho ráo nước nhé. Bây giờ đỗ xanh mình đã rửa sạch và ngâm nước vào một cái chậu sạch như thế này. Đó. Và nếp thì mình cũng đã rửa sạch và để ráo nước vào một cái chậu như thế này. Bây giờ để mà tạo cái màu xanh cho bánh khi mà mình gói ra nó có màu xanh đấy các bạn, thì ngoài lá chuối ra thì mình sẽ phải dùng màu tăng cường cho nó. Thì các bạn ở nước ngoài sẽ dễ dàng tìm được những bó cải như thế này. À, mình không biết tên Việt Nam gọi là gì. À, hình như là cải bó xôi. Còn đây là tên nước ngoài của nó. Spinach. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó. Nếu mà các bạn không tìm được cái rau cải này thì các bạn có thể tìm rau cải cúc nhé. Nhưng mình nghĩ là các bạn ở châu Âu cũng như là Mỹ vào các cái siêu thị thì cái rau này người Mỹ và người Tây ăn rất là nhiều. Do đó mà các bạn dùng cái rau này. Thì hôm nay mình sẽ dùng 1, 2, 3, 4, 5 5 bó này. Mình sẽ rửa sạch 5 bó cải bó xôi này. Sau đó thì mình để ráo nước. Và đây là cải sau khi mà mình rửa sạch. Mình đã cắt nhỏ ra như thế này. Mình cắt nhỏ để cho nó dễ xay nha các bạn. Thì mình chuẩn bị một cái máy xay sinh tố. Mình sẽ bỏ vào đây 2 cup nước. Mình cho nước vào cho nó dễ xay đấy các bạn. Sau đó mình bỏ cải vào. Và mình xay nó. Mình xay thiệt là nhuyễn nha các bạn. Và mình sẽ để vào đổ cái dung dịch mình xay xong vào một cái nồi sạch như thế này. Rồi mình tiếp tục. Mình xay lớp khác nha. Và mình xay cho đến hết nha. Đây, cải mình đã xay xong được một nồi như thế này. Và đây là nếp mình đã để ráo nước. Bây giờ mình sẽ dùng một cái rây. Bạn nào không có rây thì dùng cái rổ mà mắt dày đó các bạn. Các bạn sẽ lọc nó. Nhớ là phải lọc nha các bạn. Một số bạn nói rằng để như thế và cho vào có được không? Mình trả lời rằng là cho thì cũng được. Nhưng mà đến khi mà các bạn gói xong cái bánh màu rất là xanh, nhưng mà nó sẽ bị gân của cái lá đấy các bạn. Gân của cái lá cải này này. Cho nên nhìn nó sẽ không được đẹp mắt lắm. Và các bạn sẽ cứ tiếp tục lọc như thế này nhé. Dùng một cái đôi đũa hoặc là một cái thìa, các bạn khuấy lên nó. Và nó sẽ nhanh xuống nước. Khuấy như thế này. Đó. À, theo cái phương pháp gói bánh truyền thống thì người ta sẽ sau khi mà gói bằng lá chuối thì khi luộc các cụ thường lót một lớp lá chuối ở dưới đáy nồi để cho nó tạo màu xanh. Nhưng mà thực ra mà nói thì nếu mà ở Việt Nam thì lá chuối thì nó rẻ.
Nhưng mà ở các nước như là Mỹ và châu Âu thì mua lá chuối rất là đắt. Do đó mà mình nghĩ ra rằng là làm như thế này thì màu nó rất là xanh và cũng không kém phần so với cả là làm lót bằng lá chuối. Đó. Và mình cứ tiếp tục mình sẽ làm cho đến khi mà nước nó rút hết khỏi ở trong cái rau này nhé. Sau đó rồi cái rau này các bạn đừng đổ nó đi. Các bạn để vào một chỗ, cất trong tủ mát. Ngày mai mình lại sẽ dùng nó đó các bạn. Đó. Đây, sau khi mình lọc xong được từng này nước thì các bạn có thể cảm nhận cái màu xanh của nước này. Đó, màu rất là xanh. Và mình sẽ ngâm nó với nửa thìa cà phê muối. Các bạn đừng cho nhiều muối nhé. Nửa hoặc là 1 phần 3 thìa cà phê muối thôi. Tại vì nếu mà các bạn cho nhiều muối thì sẽ bị ảnh hưởng đến cái vị của cái bánh chưng mình gói ra. Mình chỉ cho 1 phần 3 muỗng cà phê muối. Mình cho như thế để chống, vì mình ngâm nó lâu mà các bạn. Mình sẽ ngâm 8 đến 12 tiếng. Sau đó mà nếu mà không có muối thì nó sẽ làm chua nếp. Cho nên là mình sẽ phải cho một chút xíu muối để cho nó tránh cái nếp này nó bị chua đó các bạn. Và mình sẽ đổ thêm nước vào đây cho nó ngập ngập cái nếp này này, tại vì khi mà mình ngâm với các bạn thì nếp nó sẽ nở ra, do đó mà nó sẽ thiếu nước thì các bạn sẽ đổ thêm nước nhá. Đổ thêm cho đến khoảng tầm này, tức là đổ thêm khoảng 3 tô nước nữa. Và mình sẽ ngâm nó trong 12 tiếng. Bạn nào không có điều kiện thì có thể ngâm 8 tiếng là được. Nhưng mà mình sẽ ngâm 12 tiếng nhá. Và tốt nhất là các bạn ngâm và các bạn để ở trong tủ mát. Còn nếu mà không có để được ở trong tủ mát thì các bạn để ở nơi mát mẻ nhá. Đừng để ở nơi nóng, tại để nơi nóng thì nó dễ lên men và dễ làm chua nếp nhá. Và đây là một miếng thịt nạc dăm. Người Bắc gọi là thịt nạc vai, nặng 3,2 pound, có nghĩa là khoảng tầm 1,5 kg. Mình sẽ làm thịt nạc dăm này cho người ăn mặn. Và một gói củ sen 4,5 gram, 450 gram. Một hộp nấm đông cô. Hai cái này mình dùng cho người ăn chay. Bây giờ mình sẽ xử lý thịt trước. Nếu bạn nào thích mà có da thì các bạn có thể mua thịt ba chỉ nhá. Còn mình thì mình không thích có da, cho nên là mình sẽ dùng nạc dăm. Thì mình sẽ cắt từng miếng. Khoảng tầm, mỗi một chiều khoảng tầm là 2 đốt ngón tay. Miếng như thế này. Đó. Một số người thì làm miếng mỏng nha các bạn, nhưng mà mình thì mình làm miếng to. Đó, mình cắt như thế. Mình cắt to như thế xong một chút xíu nữa. Mình nấu thì nó lại teo đi đó các bạn. Nó bé đi. Đừng sợ nó to. Và thường thì người ta gói bánh người ta để thịt sống. Nhưng mà mình thì mình không để thịt sống mà mình làm chín nó. Đó, mình đã cắt xong rồi. Mình cho vào cái thố này. Ba củ hành tím rất là to. Hành tím ở Mỹ to lắm các bạn ạ. Và nửa củ tỏi. Bây giờ mình sẽ đi bóc vỏ hành tím và tỏi nha. Và mình bắt một cái chảo hoặc một cái nồi. Mình cho vào đây 1,5 muỗng canh dầu ăn. Mình cho toàn bộ hành và tỏi đã băm sẵn rồi. Mình sẽ cho nhiều hành tỏi cho nó thơm nha các bạn. Một số bạn nói rằng cho hành tỏi thì bánh dễ hỏng. Thực ra thì
mình gói ít vào mấy ngày Tết thì mình ăn hết rồi. Còn nếu không thì mình bảo quản trong tủ lạnh thì nó cũng không hỏng đâu các bạn ạ. Chỉ là để một tháng hoặc hơn thì nó mới hỏng thôi. Và mình đảo cho cái hành tỏi này cho nó vàng lên nha các bạn. Hành và tỏi đã vàng thơm, mình sẽ cho thịt vào. Mình đảo cho sâm miếng thịt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây nước mắm. Nếu bạn nào không ăn được nước mắm thì các bạn cho tương nhé, nước tương nhé. Một muỗng cà phê nước, một muỗng canh nước mắm, hai muỗng canh nước mắm. Các bạn dùng cái muỗng canh này này. Đó. Sau đó các bạn đảo đều nó lên. Rồi đậy nắp lại. Và đun lửa liu liu. Trong vòng khoảng 15 phút thì cái thịt này nó sẽ tự ra nước. Cứ 5 phút các bạn đảo một lần nhá. Sau khi nấu 15 phút thì bây giờ nước nó ra rất là nhiều các bạn. Và lúc này thì thịt cũng đã tương đối ngấm gia vị rồi. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê đường. Nếu bạn nào người Bắc không thích ăn đường thì thôi nhá, thì cho nửa muỗng cà phê, mình cho một muỗng cà phê đầy. Rồi mình cho vào đây hai muỗng cà phê tiêu xay. Nếu mà bạn nào có em bé không thích ăn tiêu xay thì thôi nhé. Mình thích cho tiêu xay để cho nó thơm. Và mình trộn đều nó lên. Sau đó rồi mình tắt lửa. Và mình bỏ tất cả sang một cái thố. Và sau đó mình chờ cho nó nguội. Mình chờ cho nó nguội xong mình sẽ bỏ trong tủ lạnh. Để cho những cái nước này nó sẽ đông xung quanh miếng thịt nhé. Trong lúc mà mình chờ cho nhân mặn nguội thì mình đi chuẩn bị nhân cho người ăn chay. Củ sen mình đã cắt xong. Nấm đông cô mình cũng đã cắt xong. Bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo hoặc là một cái nồi. Và mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Sau đó rồi các bạn cho củ sen vào trước. Củ sen lâu chín cho nên các bạn cho vào trước. Và các bạn cho vào đây mấy lá bưởi để cho nó có mùi thơm. Thì trong các bạn ăn kiêng thì không ăn hành tỏi cho nên mình cho lá bưởi. Các bạn cũng có thể cho lá rau thơm tùy nhé, hoặc lá chanh. Những lá gì mà trong ăn kiêng, không kiêng đó các bạn. Để cho nó một chút xíu nó sẽ khử cái mùi hôi của nấm nha. Sau đó các bạn trộn đều nó lên. Các bạn trộn đều nó lên rồi thì các bạn sẽ bắt đầu cho nấm vào. Chờ khoảng 2 phút thì các bạn cho nấm vào. Và nhớ là các bạn đun lửa to nhé. Đun lửa to thì nấm nó mới ít ra nước. Còn nếu mà các bạn đun lửa nhỏ thì nấm mình nấm tươi thì nó rất là ra nước. Còn các bạn dùng nấm khô thì nó không ra nước nhiều. Do đó mà các bạn phải dùng đun lửa rất là to. Bếp nhà mình có 6 số thì hiện bây giờ mình đang dùng lửa số 6/6. Và mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng cà phê đường. Đường thì các bạn dùng đường gì cũng được. Đây. Và tiếp tục trộn đều nó lên. Khoảng 3 phút để cho muối, đường nó sẽ ngấm vào trong nấm đông cô cũng như là trong hạt sen nhé. Đấy các bạn nhìn thấy không? Mình đảo lửa to cho nên nó không ra nước.
Mà nếu mà có da thì da rất là ít. Không đậy nắp nha các bạn. Đây, sau khoảng 3 phút mình đảo thì bây giờ cái nấm và củ sen nó đã tót lại rồi các bạn, nhưng mà vẫn không ra nước này, các bạn nhìn thấy không? Đó. Và trong lúc đó thì mình đi bắt một nồi nước thật là to để mình chuẩn bị, mình sẽ luộc lá bánh nhá. Đối với các bạn ở bên Việt Nam có nắng to thì các bạn không phải luộc, nhưng mà các bạn sống ở Mỹ và châu Âu thì thời tiết này đang rất là lạnh, do đó mà các bạn sẽ phải luộc lá bánh để cho nó mềm lá thì mới gói được. Một số bạn thì dùng bếp để hơ nó cho nó mềm, nhưng mà mình thấy rằng hơ từng lá thì rất là lâu, mình sẽ không dùng phương pháp hơ. Và một số bạn thì dùng lò vi sóng để quay cho lá nó teo đi, nó mềm đi, nhưng mà mình thì mình nghĩ nấu một nồi nước rồi cho tất cả vào luộc một lần cho nó nhanh, hoặc cũng có bạn là hấp lá nhé. Đó, thì bây giờ sau khi đảo thì khoảng 5 phút thì bây giờ nấm và củ sen của mình nó đã chín sơ qua rồi, không có một giọt nước nào. Mình sẽ lấy hết lá bưởi ra nhé. Đó, mình bỏ hết lá bưởi ra và mình để cho cái nhân này nó nguội đi nhé. Nếu mà các bạn ăn mặn thì có thể cho thêm chút xíu muối, mà các bạn ăn nhạt thì có thể là cho bớt đi, thì mình nêm nếm tùy sở thích. Nhưng mà đây là cái gia vị cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó, đây, không có một giọt nước nào hết. Đó, và bây giờ mình tắt lửa, mình để đây nhá. Mình quay sang, mình đi luộc lá bánh. Trong lúc mà đang luộc lá bánh thì mình quay ra, mình kiểm tra. Bây giờ nếp mình ngâm đã đủ 12 tiếng, các bạn nhìn này. Đó, nếp có màu xanh rồi đó. Nhưng mà sự thực là cái màu xanh này mình chưa ưng nha các bạn. Đó, chút xíu mình sẽ trợ giúp màu xanh thêm cho nó. Và đây là đỗ, mình đã ngâm cũng đủ 12 tiếng. Đây, tức là mình ngâm qua đêm đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vớt hết tất cả nếp này ra vào một cái rổ. Và cái nước này các bạn, bởi vì mình ngâm, mình để ở trong tủ lạnh, tủ mát, cho nên là cái nước này nó không bị chua. Và hôm qua thì mình có cho ít muối cho nên nước này không bị chua. Do đó mà khi mình vớt thì mình chỉ lấy hết nước ra thôi, nếp ra thôi, còn nước mình giữ lại nhé các bạn. Nước mình giữ lại để một chút xíu khi mình luộc mình sẽ cho nó vào. Đó, thì nó tăng cường thêm cái màu xanh của bánh. Đây là nếp mình đã vớt ra và đang để cho ráo nước. Và đây là đỗ xanh mình cũng vớt ra và để cho ráo nước. Bây giờ mình chuẩn bị 3 gói cải bó xôi. Đây, mình sẽ rửa sạch nó xong cắt nhỏ và xay thành nước như hôm qua. Thì với 3 bó cải này mình sẽ cho một nửa chén nước vào để xay nhé. Bây giờ mình sẽ cho ít nước để cho nó đậm đặc nữa các bạn. Đây, nước rau cải bó xôi mình đã xay xong được một phần màu xanh đậm đặc như thế này. Bây giờ mình sẽ đi xào nếp. Thì cái rổ nếp của mình đã ráo nước đây. Mình sẽ cho vào cái nồi to này. Hôm nay mình gói lượng nhiều. Hàng năm mình thường hay gói bánh này để cho những người thân trong gia đình anh em đó. Mình biếu tặng cho nên là mình gói nhiều. Thì mình sẽ cho cái tô này, tô nước này vào trong này. Đó, mình đảo đều nó lên. Bây giờ nó có màu xanh đậm đặc. Và mình cho vào đây nửa lon nước cốt dừa. Đây, lon này 400ml. Thì mình bỏ vào trong này là 200ml, tương đương khoảng khoảng một chén con ăn cơm đó các bạn. Người bác gọi là bát ăn cơm đấy. Mình sẽ đảo, mình đảo đều tay cho cái nước cốt dừa cũng như là cái nước rau cải bó xôi nó ngấm vào trong cái nếp này. Nhớ đảo đều tay nha các bạn.
Sau đó rồi, mình cho vào đây một muỗng cà phê đầy muối tinh. Đây, một muỗng cà phê đầy đây. Đó. Và nửa muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê đường đây. Đó. Mình lại tiếp tục đảo đều nó, cho nó đều. Nếu bạn nào không chịu được cái mùi nước cốt dừa, mùi dừa thì các bạn không cho nhé. Mình cho một chút nước cốt dừa để cho nó thơm thôi các bạn. Đó. Vì rằng mình dùng thịt nạc vai ít mỡ, cho nên là mình sẽ cho vào đây 1 phần 2 cáp, tương đương 1 phần 2 chén ăn cơm, tức là bát ăn cơm người Bắc đó các bạn, dầu ăn. Mình nghĩ rằng cho dầu ăn thì nó tốt hơn là dùng mỡ động vật. Do đó mà mình dùng thì mình thịt nhân thì mình dùng bằng thịt nạc vai, không dùng thịt ba chỉ giống như là các bạn gói bình thường có mỡ. Còn và mình thay cái mỡ đó bằng là dầu ăn nha các bạn. Và mình đảo đều nó lên. Nhớ là đảo nhỏ lửa nha các bạn. Mục đích đảo như thế này để cho tất cả gia vị cũng như là cái màu xanh nó sẽ ngấm vào trong nếp. Đó. Cho đến khi mà các bạn cảm thấy là khô nhé. Ngấm đều ở trong nếp rồi thì thôi. Bây giờ thì toàn bộ nước dừa cũng như là nước của lá nó đã ngấm vào trong này, các bạn nhìn thấy. Trời tối quá nhìn không ra. Màu rất là đẹp rồi. Và mình nếm thử nó, mình thấy hơi nhạt. Mình sẽ cho thêm vào đây một muỗng cà phê muối nữa. Đây. Mình trộn đều nó lên. Như vậy là với cái lượng nếp hôm nay mình dùng thì mình dùng đến 2 muỗng cà phê đầy muối nha các bạn. Các bạn nhớ là sau khi đảo nếp xong thì các bạn cứ nếm thử, thấy mà cắn vừa nếp trong miệng mà thấy vừa miệng ăn thì có nghĩa là miếng bánh của mình ra sẽ vừa đó các bạn. Đó. Và bây giờ mình sẽ đổ ra một cái rổ và chuẩn bị gói nha. Thì trước khi bắt đầu gói bánh thì mình chuẩn bị một cái nồi như thế này để mình nấu nước, để chút xíu mình luộc bánh cho nhanh nhá. Thì cái nước mà hôm qua mình ngâm nếp ở trong tủ mát đó các bạn, đây là nước này, nó không bị chua. Đó. Và mình sẽ đổ vào cái nồi này. Một số bạn không thích thì thôi, các bạn có thể dùng nước lọc nhé. Còn hôm qua mình cố ý mình dùng nó cho nên là mình đã dùng nước sạch, nước uống mình ngâm nó, cho nên là hôm nay mình sẽ tận dụng cái nước này để mình nấu lên luộc bánh. Mình cho vào và mình cho thêm nước lọc vào cho đầy cái nồi này và mình nấu nhé. Thì trong lúc nấu cái này thì mình bắt đầu đi gói bánh. Và bây giờ mình sẽ nếm muối và đường cho đỗ đỗ xanh. Mình đong 1 muỗng cà phê đầy muối. Mình đong nửa muỗng cà phê đường. Sau đó mình đi bao tay mình trộn cho nó dễ nha các bạn. Đây là nhân chay của mình để sẵn ra cái chén như thế này đã bỏ lá bưởi ra. Và đây là nhân mặn của mình. Các bạn nhìn thấy không? Qua một đêm trong tủ lạnh thì mỡ nó nổi lên này các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ dùng cái muỗng các bạn vớt bớt mỡ ra nha. Nhưng mà bạn những bạn nào không thích ăn mỡ thì các bạn bỏ bớt mỡ ra, mỡ nhiều lắm. Mỡ nhiều quá trời. Bây giờ mình sẽ gói một cái bánh bằng lá chuối. Từ đầu đến cuối ha. Đó.
Các bạn xếp lá vào như thế này. Lá xấu quá các bạn. Ở bên này không có điều kiện để chọn lá như ở Việt Nam. Do đó mà có lá nào thì mình lấy lá đấy. Không mua thì người khác cũng mua mất. Đó. Phải chắp lá. Xong đó rồi mình sẽ làm góc cho nó. Bẻ góc này. Các bạn có nhìn thấy không ta? Mình cũng không biết có nhìn thấy không. Và góc này nữa. Đây, mình cho các bạn xem. Rồi mình lấy tay mình ấn vào cái góc này để cho nó bẻ góc ha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thêm một lá nữa nào. Rồi. Xong đó rồi mình cho nếp vào nè. Gạo nếp vào nè. Mình dàn đều nếp ra xung quanh. Các bạn có nhìn thấy không? Đây. Xong đó các bạn cho đậu xanh ở giữa nhá. Cố gắng đừng nhèm ra xung quanh. Rồi các bạn cho một miếng thịt vào. Đè nó xuống. Các bạn lại cho thêm đậu xanh vào. Còn nếp các bạn cho xung quanh trước. Rồi các bạn sẽ lấy tay các bạn đè vào các cái góc này cho nó chặt góc và nó vuông góc nha các bạn. Lấy ngón tay các bạn đè nó xuống. Đè thật chặt nha. Các cái góc này nó hay bị gãy góc lắm các bạn. Nó gãy góc thì cái bánh nó không được vuông. Do đó mà dùng ngón tay đè chặt xuống. Đè. Rồi bắt đầu mình sẽ đè lên trên bề mặt của bánh. Như thế này. Chỗ nào mà nhìn thấy đỗ xanh thì các bạn cho thêm. Đó. Đè bằng nó nhé. Các bạn gói bánh thì bánh chưng thì càng chặt bao nhiêu thì nó càng dẻo bấy nhiêu nha các bạn. Sau đó rồi các bạn lấy một ít lá chuối, các bạn đặt lên phía trên mặt của nó như thế này. Đó. Để đến khi mình luộc á thì thịt nó không bị chui ra, thịt và nếp nó không bị chui ra. Cứ mà lá mà vụn thì các bạn cứ lấy đặt lên nhé.
Đó. Chỗ này là lá vụn. Sau đó rồi một tay các bạn giữ này. Cái mép nào xấu mà ngắn thì các bạn cho trước. Bánh của mình thì to mà lá thì bé. Sau đó rồi các bạn bẻ này, bẻ cái mép này này. Bẻ nó, đó. Xong đó, một tay các bạn giữ như thế này. Tay này các bạn bẻ lá này, chéo nha. Lá mình chắc cho nên rất là khó nha các bạn. Khó lắm. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Sau đó rồi, mép này các bạn bẻ xuống. Và mép này các bạn bẻ vào. Rồi cái múi thừa này các bạn gấp nó vào trong. Hoặc là cắt nó đi hoặc là gấp nhé. Tùy các bạn. Đó. Lá xấu cho nên là gói rất là khó các bạn ạ. Rồi. Mình sẽ buộc nó. Rồi, mình nắm hai cái đầu dây như thế này. Một tay mình giữ khuôn, một tay mình kéo nó lên. Đó. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Rất là vuông vắn, đẹp. Ừ. Khuôn đây. Và mình sẽ buộc thêm cái mặt này nữa. Căn cho nó vừa phải rồi mình buộc nhé. Cái mặt dưới của bánh chưng và mặt trên của bánh chưng đây. Đó, các bạn nhìn thấy vuông vắn đẹp không? Không thua gì so với cả khuôn của làm bằng gỗ nhá. Đó, rất là tiện lợi. Sau đó các bạn dùng tay các bạn nắn nó như thế này cho nó đẹp. Tương tự các bạn cũng gói chay nhá. Cách gói chay cũng tương tự nhá. Bây giờ mình sẽ gói bánh chay. Thì cách gói bánh chay thì cũng như là gói bánh nhân mặn thôi các bạn. Thì bây giờ mình gói bánh chay bằng lá chuối nhá. Thì cái lá ở dưới cùng này bắt buộc là cái để cho nó đẹp thì cái mặt của nó có chiều rộng và chiều dài tương đương với mặt của bánh chưng, tương đương với mặt của khuôn, mặt đáy của khuôn nha các bạn. Thì đến khi ra thì cái bánh nó sẽ vuông vắn rất là đẹp. Đó. Mình lót như thế. Xong rồi. Mình lót thêm một miếng này nữa. Miếng này thì nhỏ hơn một chút xíu hoặc to hơn chút xíu không sao. Nhưng mà riêng cái miếng dưới cùng là bề mặt của cái bánh chưng cho nên nó phải đẹp. Sau đó rồi mình dùng lá lá tre mình xếp vào. Mỗi bên ba lá. Mình muốn là các bạn cố gắng đừng tua cái phần này nhé. Mình sẽ quay cái phần này kỹ để các bạn gói để nó
Thành công ngay lần đầu tiên. Tại vì gói bằng cái khuôn mà khuôn đế mà có đáy như thế này khó hơn gói so với khuôn rời đáy nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng miếng lá chuối các bạn làm góc cho nó. Mình nhắc lại là mấy cái góc này nó rất là dễ bị rơi nếp ra ở các cái góc này này các bạn. Sau đó mà mỗi một góc ít nhất phải bỏ 2 lá, chỉ một lá thì nó sẽ dễ rơi lắm. Nhiều lần mình gói mình không bỏ 2 lá là nó rơi. Sau đó các bạn buộc phải bỏ ít nhất là 2 lá nhé. Ở góc này là mỗi một góc có 2 lá. Rồi mình lại đưa tay mình đặt vào các cái góc như thế này để tạo góc cho nó. Xong đó rồi mình cho nếp vào. Một và nửa nữa. Rồi mình đưa tay mình đàn đều nó ra như thế này. Hai bên. Đó. Cái này bị thiếu một chút xíu. Xong đó mình cho đỗ xanh. Đỗ xanh nhiều mình sẽ cho nhiều. Rồi. Mình sẽ cho nấm hương và củ sen vào ở giữa. Xong đó mình tiếp tục mình cho đỗ xanh. Cho ở giữa nha các bạn. Rồi mình lại cho nếp lên. Đó. Đều rồi, bây giờ mình lấy tay mình sẽ đè các cái góc này xuống cho nó chặt. Rồi đè thật chặt nhá. Càng chặt bao nhiêu thì nó càng dẻo bấy nhiêu. Cho thêm tí nếp nữa. Và sau đó mình tiếp tục lặp lại cách gói như là gói bánh chưng mặn nhé. Đây, cái bánh nhân chay mình vừa làm xong, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp nhá. Đó, vuông vắn đẹp này, chắc chắn này. Đó, mặt sau của nó này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cho hết. Và sau đó mình sẽ xếp bánh vào nồi và đi luộc nha. Mình có một cái nồi hấp như thế này. Mình chút xíu mình dùng cái này mình đè nó xuống như thế này. Thì hôm qua mình có nói là cái rau mà sau khi mình xay xong đó các bạn thì mình đừng đổ nó đi và mình bỏ vào trong tủ đó, trong tủ mát. Rồi mình sẽ đổ cái rau này vào đây để mình lấy cái nước xanh nha các bạn. Các bạn đừng có sợ bẩn nhá. Cái nồi nước mà mình nấu hồi nãy á nó đã sôi, mình sẽ đổ vào. Đây đổ vào đầy nha các bạn, nhớ là phải đầy ngập nhé, ngập nước nhé. Các bạn nhớ là đó. Sau đó rồi các bạn dùng cái này, các bạn đậy nó xuống. Đó. Rồi các bạn dùng một cái vật gì đó nặng, các bạn đè nó lên. Có thể dùng cái khuôn làm bánh này cũng được.
đè nó lên để nó vừa chạm vào cái nắp 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 nồi nha các bạn. Đó. Và mình sẽ nấu sôi cái nồi bánh này lên. Sau đó mình cho lửa vừa và mình luộc nó trong vòng 4 tiếng nha. Mình gói bánh nhỏ và ngâm nếp 12 tiếng cho nên mình luộc rất là nhanh. Còn nếu mà bạn nào có nồi áp suất thì các bạn chỉ cần luộc khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mình muốn luộc như thế này để tất cả các bạn ở bên Việt Nam, những bạn nào không có nồi áp suất thì các bạn có thể luộc bằng cái nồi như thế này nhé. Đó. Và trong lúc này thì mình có thể làm bất cứ việc gì. Đặt chuông và khoảng 1 tiếng thì mình lại quay lại. Và mình lại thêm nước nóng vào, bởi vì khi luộc thì nếp nó nở ra và nó sẽ bị cạn nước. Thì mình lại thêm nước nha. Và nhớ để ý là bắc một nồi nước nóng ở bên cạnh, lửa nhỏ, để khi nào mà cần thêm nước thì mình có nước mình thêm nhanh. Thì mình sẽ vớt bánh ra và để cho nguội nha các bạn. Và đây là chiếc bánh chưng mình mới làm xong, gói bằng lá tre và lá chuối. Mình đã ăn thử rất là vừa miệng các bạn ạ. Dẻo, mềm, đậm đà. Mình nghĩ rằng các bạn có thể hoàn toàn tự gói món bánh chưng này ở nhà rất là dễ dàng, bởi vì nhà ai cũng có những cái dụng cụ đơn giản như vậy để gói. Và khi đã thành công rồi, mình mới chia sẻ cho các bạn. Mình mong rằng các bạn ai cũng sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Và mong rằng các bạn hãy chia sẻ video của mình, like, share, đăng ký kênh và đừng quên bấm vào nút chuông đỏ để nhận được thông báo